review căn nhà mới làm xong. Không bạn, nó là căn nhà rất tốt, căn nhà khá là đẹp. Nó không đẹp bằng các thứ. Mà không hiểu sao mấy ông hồi trước là bỏ tới đây chú hề nhỉ? Chú hề chỗ nào? Nè, tôi lại đéo hiểu. Wow, okay. Nói chung thì chỗ này khá là đẹp và tôi khá là thích ở chỗ này. Do là không bị lộ cái đầu nên là tôi sẽ không có làm những cái kiểu hôm trước nữa đâu. Mẹ bấm máy bà cái mẹ bị lỗ luôn, to đỏ với ông mà. Điệt cay. Đây là tôi cẩn thận rồi, cẩn thận hết mức rồi anh em. Ở đây là một cái khá là rộng và nó khá là ok cho mình để mình có thể đi đâu. Wow, wow, wow. Mấy ông là khi dùng cái lửa đến bây giờ thì cháy được. Đậu xanh. Mém tí thì lại bị dính ngay cái pha đây thì tôi lại chết ngay. Từ thôi. Mặc anh sẽ ép cái nhỉ. Cũng được. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave turns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Lấy máy này đem về. Khá là đáng sợ. Ui 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 lắc. Ôi 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 mẹ xin lắc. Ok, chắc cái giọng thứ hai là khá là đó là mẹ mất quay video mình bay lại. Thế là bây giờ phải đi tìm cái hành trình đó. Sao làm
Nếu mọi người thích video này, đừng quên like, share và subscribe cho mình. Để lại đăng ký và ủng hộ mình cho mình gói bằng cách nhấn vào đăng ký please. Đó như với những bạn chưa đăng ký nhá. Còn những bạn đăng ký rồi thì thôi. Ok, bây giờ thì tạm biệt các bạn. Nếu bạn thích video này, like, share và subscribe cho mình. Ok, có gì thì bye.